Kính thưa quý khán thính giả, các chiến đấu cơ của Đài Loan đã vô hiệu hóa J-11 và oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng của Đài Loan trong một tuyên bố mới đây nói rằng các chiến đấu cơ J-11 và máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã bay vào eo biển Ma Sĩ của Đài Loan, rồi sau đó bay vào Thái Bình Dương trước khi quay trở về căn cứ ở eo biển Miyako, nằm ở giữa các đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản ở phía đông bắc Đài Loan. Tiến trình này đã bị phía quân lực của Đài Loan điều các chiến đấu cơ và các phương tiện cần thiết để theo dõi, áp sát và hộ tống. Không quân của Đài Loan hôm trước đã phi cơ hai quân đảo nói rằng hành động của Trung Quốc đe dọa tới hòa bình và ổn định trong khu vực. Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động diễn tập bay quanh hòn đảo kể từ năm 2016 khi Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn lần đầu tiên nhậm chức. Và mới đây, bà Thái Anh Văn, người vừa mới đắc cử hồi tháng trước, muốn thúc đẩy việc Đài Loan chính thức độc lập. Trung Quốc trong các động thái khiêu khích, đe dọa đã cho J-11 và máy bay ném bom H-6 bay lượn quanh khu vực này, nhưng đã bị các không quân, lực lượng phòng không của Đài Loan ngăn chặn hôm 9 tháng 2. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan mô tả rằng cuộc tuần tra của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc là mối đe dọa tới hòa bình và ổn định khu vực. Ông này trong tuyên bố nêu rõ, trong suốt tiến trình của quân lực Trung Quốc, lực lượng phòng vệ Đài Loan đã sử dụng một cách thích hợp máy bay trinh sát trên không và lực lượng phòng không theo quy định sẵn sàng chiến đấu. Phía Đài Loan cung cấp các bức ảnh cho thấy máy bay F-16 của không lực Đài Loan kèm sát một trong những chiếc máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đại lục. Các sứ mệnh biển khơi tầm xa của Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tới an ninh và ổn định khu vực, đe dọa hòa bình và lợi ích của các bên trong khu vực, cơ quan phòng vệ Đài Loan nhấn mạnh trong tuyên bố. Cần được nhắc lại rằng, trong thời điểm hiện nay, Trung Quốc đang đứng trong tình trạng tứ bề thọ địch khi ở bên trong đất nước thì đại dịch corona đã phơi bày sự thảm hại yếu kém của một nền y tế, cũng đồng thời là sức mạnh cơ bắp của Trung Quốc. Xưa nay người ta vẫn nghĩ rằng Trung Quốc thực sự rất giàu mạnh và họ có một đội ngũ công nghệ để có thể vươn lên tầm thế giới. Nhưng với đại dịch virus corona, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng sức mạnh đó thực chất chỉ là khoa trương. Con số người chết liên quan đến đại dịch này đã vượt xa so với đại dịch SARS năm 2003 trên toàn thế giới. Quay trở lại với một tình trạng khác của Trung Quốc, đó là những sự bất ổn từ các cấu trúc khu vực Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan, Nội Mông, Hồng Kông và Đài Loan. Trong đó, Đài Loan dưới thời của bà Tổng thống Thái Anh Văn sẽ tiếp tục có những động thái để xa rời Trung Quốc. Rất có thể trong năm nay, eo biển Đài Loan sẽ có những bước biến động mới. Trung Quốc, cho dù có dồn dân chết, cách ly hàng chục triệu người dân ở Vũ Hán và các thành phố khác, nhưng họ nhất quyết phải bảo vệ chế độ. Đó là tham vọng của Trung Quốc từ xưa này. Bộ chỉ huy phía đông của lực lượng dân quân nhân giải phóng Trung Quốc, ông Thượng tá Giang Chunhui nói rằng cuộc tuần tra có sự tham gia của một số lượng không xác định các tàu khu trục cùng với các máy bay kiểm soát và máy bay cảnh báo sớm. Ông Giang còn nói rằng đợt tuần tra này là hành động cần thiết giữa tình hình an ninh hiện tại ở eo biển Đài Loan. Trước đó, hồi cuối tháng 1, các chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay qua kênh Ba Si ở phía nam Đài Loan trong một cuộc tập trận tầm xa ở Thái Bình Dương sau cuộc bầu cử hòn đảo này. Lực lượng phòng vệ của Đài Loan cho biết đây là cuộc tập trận đầu tiên kể từ khi bà Thái Anh Văn tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử vào giữa tháng Giêng. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và sẵn sàng sử dụng vũ lực để thu hồi nếu cần thiết. Bắc Kinh thường xuyên điều động máy bay chiến đấu bay qua gần hòn đảo kể từ khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn lên nắm quyền từ năm 2016. Quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh ngày càng trở nên xấu đi trong mấy tuần qua sau khi bùng phát dịch virus corona tại Trung Quốc.
Đài Loan bất bình với Trung Quốc về vụ virus corona làm lây lan và mang đến những cái chết thật oan uổng cho người dân của đảo quốc này. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra các bình luận được yêu cầu từ giới phóng viên quốc tế, và trước đây Bắc Kinh cũng luôn coi các hoạt động diễn tập đó là chuyện bình thường. Các luận điệu đó không làm cho người dân Đài Loan cảm thấy bị khuất phục mà ngược lại càng căm ghét Trung Quốc. Cộng với những động thái mới đây nhất liên quan tới đại dịch virus corona, Đài Loan cáo buộc Bắc Kinh đã ngăn chặn không cho hòn đảo này tiếp cận thông tin đầy đủ từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cũng không cho họ tham dự các cuộc họp của tổ chức này. Đài Loan không phải là thành viên của WHO, do bị Trung Quốc, vốn luôn coi hòn đảo này là một tỉnh ly khai của mình, phản đối. Bắc Kinh nói rằng Đài Bắc đang được Bắc Kinh đại diện đầy đủ tại WHO. Trong một cú đột phá ngoại giao nho nhỏ cho Đài Loan, WHO nói rằng các chuyên gia Đài Loan trong tuần này sẽ tham dự hội nghị của WHO, tức Tổ chức Y tế Thế giới về virus corona, diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Đài Loan chỉ dự họp dưới hình thức online. Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm Chủ nhật ra tuyên bố, theo đó nói đây là một khởi đầu tốt đẹp và họ sẽ đấu tranh để được tham gia thêm vào các sự kiện của WHO. Tính đến ngày 9 tháng 2, Đài Loan có 18 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona, nhưng vẫn chưa có bất kỳ một người nào tử vong tại đảo quốc này. Tường cũng nên nhắc lại rằng, vào ngày 16 tháng 1 năm 2020, dù chỉ mới được 14 quốc gia chính thức công nhận, nhưng Tổng thống Đài Loan đã nhận được lời chúc mừng sau khi tái đắc cử từ lãnh đạo quan chức trên 60 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cuộc bỏ phiếu hôm 11 tháng 1 đem lại chiến thắng áp lợi, áp đảo cho bà Thái Anh Văn và đảng Dân Tiến. Bà Thái Anh Văn đã tái đắc cử Tổng thống hòn đảo nhiệm kỳ 2 với trên 8 triệu phiếu cử tri. Đảng của bà chủ trương độc lập khỏi Trung Quốc, về lâu dài cũng giành đa số trong quốc hội. Theo trang Taiwan News, chiến thắng của bà Thái Anh Văn được lãnh đạo quan chức cao cấp từ 60 quốc gia chúc mừng. Tính đến ngày 12 tháng 1 năm 2020, theo Bộ Ngoại giao Đài Loan, các nhà lãnh đạo và quan chức cao cấp của nước ngoài đã chúc mừng bà Thái Văn qua điện thoại hoặc email. Trong số họ có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Ông Pompeo còn ra thông báo ca ngợi bà Thái Văn và cử tri Đài Loan đã thể hiện tinh thần dân chủ qua cuộc bỏ phiếu. Tính đến ngày đầu cuối của tháng 10 năm 2019, Đài Loan chỉ có 14 quốc gia, đa số là các đảo quốc ít dân ở Thái Bình Dương và Nam Mỹ công nhận chính thức. Trong khi đó, Trung Quốc, nước luôn coi Đài Loan là một tỉnh của họ, được 178 trên tổng số 193 nước thành viên của Liên Hợp Quốc công nhận. Trong 2 năm qua, Đài Loan mất thêm quan hệ ngoại giao với một số quốc gia như đảo quốc Solomon, Kiribati. Họ đã bỏ Đài Bắc để xoay sang ủng hộ Bắc Kinh vì những gói viện trợ của Bắc Kinh. Và Trung Quốc luôn dùng những thủ đoạn này, tiền để ép buộc ngoại giao, hòng cô lập Đài Loan trên chính trường quốc tế. Các nước thành viên Liên Hợp Quốc vẫn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan, hiện có Belize, Eswatini, Guatemala, Haiti, Honduras, đảo Marshall, Nauru, Nicaragua, Palau, Paraguay, Saint Kitts, Nevis, Saint Lucie, Saint Vincent, Grenadines và Tuvalu. Ở châu Âu, nhà nước Vatican cũng vẫn công nhận Đài Loan, hòn đảo gần 24 triệu dân theo chế độ dân chủ đa đảng và tôn trọng tự do tôn giáo. Dù chỉ có quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với 14 nước, Đài Loan vẫn đón số nước đông hơn nhiều đến mở văn phòng đại diện. Ngược lại, Đài Loan cũng có văn phòng đại diện ở nhiều nước thuộc Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, ASEAN và cả Hồng Kông. Tại Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Úc, văn phòng đại diện của Đài Loan còn có mặt ở cả một số thành phố lớn bên ngoài thủ đô. Ở Anh Quốc, Đài Loan có văn phòng đại diện tại London và Edinburgh. Tuy quốc gia của họ không được nhiều nước châu Âu công nhận, công dân Đài Loan lại có hộ chiếu quyền lực gấp hơn nhiều lần Trung Quốc. Từ năm 2011, người mang hộ chiếu Đài Loan có quyền vào châu Âu tới 90 ngày không cần thị thực.
Những nỗ lực của Đài Loan nhằm đứng lại và chống cự sức mạnh kháng cự và các thủ đoạn của Trung Quốc trên chính trường quốc tế cũng như áp lực về quân sự, kinh tế, quốc phòng không làm cho đảo quốc này mất đi uy nghi và sự anh dũng của mình. Người dân của đảo quốc luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ quyền tự do tối thiểu của mình. Một điều mà người dân Hồng Kông đã phải trả giá đắt khi Anh quốc trả lại cho họ về đảo quốc. Và từ đó Trung Quốc quản lý nước của họ. Các cuộc biểu tình mới đây là bằng chứng cho thấy nếu bị Trung Quốc khống chế hoàn toàn thì một chút tự do cũng sẽ không còn có ngay ở trong Hồng Kông và cả Đài Loan. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự của VOTV. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo của chúng tôi.